Chiếc ghế của huấn luyện viên Erik ten Hag đang lung lay hơn bao giờ hết sau thất bại muối mặt 0-3 của Man United trước Bournemouth. Sau khi có mùa giải ấn tượng đầu tiên với đội bóng mới khi giành được chiếc cúp Carabao và cán đích ở vị trí thứ 3 trên đường đua Premier League. Mùa giải này Man United đã không còn tạo ra cảm giác an toàn cho các cổ động viên của họ khi thể hiện một phong độ trồi sụt. Có những lúc người hâm mộ của Quỷ Đỏ cảm nhận được sự trở lại với những chiến thắng mang đầy tín hiệu khả quan. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu ở đấy sau những trận thua theo kiểu rất khó chấp nhận. Gặp Bournemouth ngay trên sân nhà vòng đấu vừa rồi có thể nói là trận đấu dễ dàng nhất của Man United trước khi họ bước vào chặng đua đầy giông bão ở tháng 12. Ấy vậy mà đoàn quân của Ten Hag lại chẳng thể làm gì ra hồn. Và cứ mỗi lần như vậy thì tin tức về những huấn luyện viên có thể thay thế Ten Hag lại rộ lên. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về những cái tên tiềm năng cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford nếu Ten Hag bị sa thải. Zinedine Zidane luôn là cái tên hàng đầu trong suốt nhiều năm qua. Rất nhiều tờ báo đã đưa tin ba lãnh đạo của Man United đã nhiều lần liên hệ với huấn luyện viên người Pháp nhưng liên tiếp nhận phải cái lắc đầu từ chối. Dẫu vậy thì Man United có vẻ như sẽ không từ bỏ nỗ lực thuyết phục Zidane. Man United đang gặp nhiều rắc rối lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nếu như có sự xuất hiện của Zidane, chắc chắn nhiều vấn đề sẽ được giải quyết một cách triệt để. Chính xác thì đó là những vấn đề trong phòng thay đồ của Man United. Nhiều nguồn tin cho rằng Ten Hag đang dần mất kiểm soát khi có đến 50% cầu thủ đội 1 của Man United đang chống lại với huấn luyện viên người Hà Lan. Ai cũng biết được rằng Zidane đã kiểm soát một đội hình toàn ngôi sao của Real Madrid tốt thế nào khi ông còn tại vị. Và chắc chắn Zidane sẽ không để những trường hợp như Jadon Sancho xảy ra. Tuy nhiên vấn đề là Zidane có vẻ không quá ưu tiên công việc ở thành Manchester. Ông được cho là có nguyện vọng dẫn dắt một câu lạc bộ ở Pháp hoặc thậm chí là đội tuyển Pháp. Chính ông cũng đã từng lên tiếng trước truyền thông rằng mình không có hứng thú với công việc ở Man United. Zidane luôn là cái tên được số đông người hâm mộ của Man United mong mỏi và cơ hội cho Man United lúc này đang trở nên lớn hơn một chút bởi lẽ những bến đỗ mong muốn của Zizou đang dần hẹp lại. Đội tuyển Pháp có vẻ vẫn trung thành huấn luyện viên Deschamps trong khi huấn luyện viên Ancelotti bất ngờ quay xe tính chuyện ở lại Real Madrid hay Paris Saint-Germain cũng đã có Luis Enrique. Ứng cử viên thứ hai trong danh sách này chính là cựu Quỷ Đỏ Michael Carrick. Thực tế là Carrick đã từng dẫn dắt Man United trong một thời gian ngắn sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và đã tạo ra những hiệu ứng tích cực khi không để thua bất cứ trận đấu nào trong giai đoạn này. Nhưng ngay sau đó thì cựu cầu thủ 42 tuổi đã lựa chọn ra đi để tìm kiếm những thử thách mới và dẫn dắt đội bóng đang thi đấu ở hạng dưới Middlesbrough. Trước khi Carrick đến, Middlesbrough đang ngập chìm trong những khủng hoảng khi liên tiếp có những thất bại và chìm sâu trên bảng xếp hạng. Chính Carrick là người đã vực dậy một mùa giải ảm đạm của đội bóng này và thậm chí họ đã có thể lên trời hạng đấu cao nhất nước Anh nếu như không thất bại ở lượt trận playoff. Lợi thế lớn nhất của Carrick nếu dẫn dắt Man United chính là việc ông đã quá hiểu rõ đội bóng này khi đã có một khoảng thời gian lớn thi đấu và làm việc với tư cách trợ lý huấn luyện viên. Ông thậm chí cũng từng là đồng đội của Marcus Rashford và nhiều cầu thủ trẻ khác tại Man United. Rất có thể Carrick sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn giúp tiền đạo người Anh lấy lại phong độ của bản thân. Bản thân Carrick luôn nhận được sự yêu mến từ các cổ động viên và tôn trọng từ những cầu thủ hiện tại của United. Tuy nhiên, chiếc ghế nóng tại Old Trafford có thể là một thử thách khó hơn những gì mà huấn luyện viên người Anh đã và đang trải qua tại Middlesbrough. Người tiếp theo trong danh sách này chính là Graham Potter. Chẳng cần phải bàn cãi gì về tài năng của vị huấn luyện viên này khi ông đã từng biến Brighton thành một chú ngựa ô thách thức cả giải đấu ở những mùa giải trước. Tuy bị Chelsea sa thải cuối mùa giải trước do chuỗi thành tích bết bát, nhưng Potter vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Truyền thông xứ sương mù cho hay, nhà cầm quân người Anh là ứng viên khả dĩ nhất thay cho Ten Hag nếu Sir Jim Ratcliffe quyết định loại bỏ thuyền trưởng Hà Lan. Cánh tay phải của Ratcliffe là Dirk Rijkaard, vốn rất hâm mộ Graham Potter và từng muốn đưa huấn luyện viên này về dẫn dắt Nice, đội bóng cũng thuộc sở hữu của tỷ phú ngành hóa dầu. Bản thân cựu huấn luyện viên của Chelsea cũng đã nhận được rất nhiều lời mời làm việc, trong đó có đương kim vô địch Serie A Napoli. Dẫu vậy ông đã từ chối vì vẫn muốn làm việc ở môi trường bóng đá Anh. Bản thân vị huấn luyện viên này cũng rất muốn thử sức với công việc mới ở Old Trafford khi truyền thông đưa tin rằng ông đang chờ đợi những tín hiệu của đội bóng thành Manchester. Và trong tình hình hiện tại rất có thể mong muốn của huấn luyện viên người Anh sẽ trở thành sự thật. Cái tên tiếp theo trong danh sách này là Julian Nagelsmann, vị chủ lực gia người Đức đã được những đội bóng lớn tại ngoại hạng Anh liên hệ vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, sau khi ông bị Bayern Munich sa thải vào đầu tháng 3 năm nay. Dù chỉ mới 36 tuổi nhưng Nagelsmann đã tạo dựng được danh tiếng của mình tại Bundesliga trong màu áo của Leipzig và Bayern Munich. Phong cách huấn luyện của ông là tiếp cận trận đấu với rất nhiều chiến thuật đa dạng, bao gồm lối chơi kiểm soát bóng hay gây áp lực cao. Nếu gặp những đội bóng mạnh hơn, ông cũng có thể xoay sở bằng lối đá phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả. Các phương pháp của ông cho đến nay đã tạo ra những thành công rực rỡ khi đưa Leipzig vào bán kết Champions League mùa giải 2019-2020 và chức vô địch Bundesliga mùa giải 2021-2022 với Bayern Munich. Trước khi rời Bayern Munich, ông đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 71% cùng với hùm xám xứ Bavaria. Chỉ có Pep Guardiola, Hansi Flick và Carlo Ancelotti là những huấn luyện viên có tỷ lệ cao hơn ông.
Nagelsmann hiện đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức theo bản hợp đồng ngắn hạn đến mùa hè năm sau. Ông sẽ dẫn dắt Didier Mannschaft chinh chiến tại kỳ Euro 2024 trên sân nhà vào mùa hè tới. Sau khi kết thúc hợp đồng với đội tuyển Đức, Man United hoàn toàn có thể đưa Nagelsmann về với sân Old Trafford. Cái tên tiềm năng tiếp theo là Roberto De Zerbi của Brighton. Huấn luyện viên người Italia đã chứng minh được năng lực của mình và là người thay thế xứng đáng cho Graham Potter ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân The Amex kể từ năm 2022. Cái tên De Zerbi không còn quá xa lạ, thậm chí là gây ám ảnh với các cổ động viên của Quỷ Đỏ khi ông dẫn dắt Chim Mỏng Biển giành chiến thắng 3-1 ngay tại nhà hát của những giấc mơ vào giữa tháng 9 vừa qua. Ông giúp Brighton kết thúc ở vị trí thứ 6 tại mùa giải năm ngoái và giành quyền tham dự Europa League, một thành tích vô cùng khích lệ với một đội bóng tầm trung như Brighton. Bước sang mùa giải năm nay, Brighton vẫn thể hiện được bộ mặt vô cùng khó chịu với các đội bóng lớn, nhưng ít nhiều đã bị giảm sút do các đội bóng dần bắt bài được lối chơi của Chim Mỏng Biển. Dù vậy, Brighton cũng chỉ kém Man United 1 điểm trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội lọt vào top 6. Nếu chuyển đến Man United, đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên 44 tuổi chứng minh được giá trị thực sự của bản thân đang nằm ở đâu. Có thể những huấn luyện viên đang thất nghiệp như Zinedine Zidane hay Graham Potter mới là những cái tên có khả năng cao nhất để cầm quân ở Man United vào thời điểm này. Mặc dù vậy, để điều này xảy ra vào giữa mùa giải là khá khó. Đích thân Zidane cũng đã từng tuyên bố rằng ông chỉ muốn dẫn dắt câu lạc bộ từ đầu mùa. Lúc đó ông sẽ có thời gian để chuẩn bị cũng như tìm ra nhân sự phù hợp với chiến thuật của mình. Ông không thích cảm giác phải trở thành người chắp vá. Về phía của Potter, huấn luyện viên người Anh tuyên bố muốn nghỉ ngơi cùng gia đình cho đến kết thúc mùa giải này. Ông chỉ có thể quay trở lại nghiệp huấn luyện viên vào mùa giải 2024-2025. Chính vì vậy, sẽ rất khó để Man United có thể tìm được một người thay thế Ten Hag vào thời điểm hiện tại. Nếu sang đến mùa giải sang năm Ten Hag bị sa thải, thì mình nghĩ rằng Zinedine Zidane là cái tên có khả năng cao nhất để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của Man United. Bởi trên thực tế, đội bóng thành Manchester đã có rất nhiều liên hệ với huyền thoại người Pháp trong quá khứ. Bản thân ông cũng rất muốn thử thách nhận công việc tại đội bóng này. Dù cho ai có lên nắm quyền Quỷ Đỏ đi nữa thì đó sẽ là công việc rất áp lực kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Đã qua bao đời huấn luyện viên đã đến rồi lại đi, điểm chung của họ là không tồn tại được quá 3 mùa giải. Để có thể đưa con tàu đắm mang tên Man United quay trở lại thời kỳ hoàng kim là thử thách không hề dễ dàng dù cho họ đã từng làm được gì trong quá khứ.